công của chúng ta không? Đó. Đó. Mẹ lũ rất ảnh hưởng đến sự thành công của chúng ta. À, chúng ta cần phải có những người mẹ lũ rất là tuyệt vời. Trong mẹ lũ này nó có 3 nhóm. Ờ, bây giờ nhóm thứ nhất là nhóm gì ạ? Nhóm những người thân yêu của ta. Ok chưa? Những người thân yêu của chúng ta phần lớn là không ủng hộ ta, có không? Thường là vợ ta, có không? Chồng ta có không? Bố mẹ ta có không? À, nhóm này mình gọi một cái nhóm rất là nhỏ mà mình gọi là những người đồng hành bất đắc dĩ. Vì sao là người đồng hành bất đắc dĩ? Chúng ta phải sống với họ, chúng ta phải ở với họ, nhưng mà họ không gì? Không gì? Không ủng hộ ta. Các bạn chúng ta đều nghe ai chưa? Hình dung chưa? Đi học lúc này bây giờ ủng hộ. À, rất là tuyệt vời. Chúc mừng bạn. Rất là. Đi học lúc này chồng có ủng hộ. Rất là tuyệt vời. Chúc mừng bạn. Ok chưa? Yeah. Rất là nhiều người đi học lớp này về là bị vợ hành cho ra. Ngô ra khỏi luôn. Ok bạn ơi. À, có bạn kia đi học về là sau này không dám báo là đi học cái lớp này luôn. Ok, nói là đi học cái lớp gì mà từ sáng cho tới tối mới về, 9 giờ tối mới ra, 10 giờ tối thì mới về đến nhà, có không? Đi học cái lớp gì mà kỳ lạ vậy? Có đúng không? Bị vợ dằn cho chẳng đúng không? Bị vợ dằn xong cuối cùng bữa nay đủ vợ đi học lớp này, cái vợ rất là hào hứng. Hào hứng. Hào hứng cho đi học thôi. Hào hứng cho đi học thôi. Vợ cuối, vợ không đi học. Ok chưa? À, là các bạn không? À, và đi học cái lớp này về nè. Và các bạn lấy số điện thoại của rất là nhiều người. Rồi ở đâu là các bạn lô chữ bi á. Mà đọc sang tiếng Việt là nó là thành chữ bé. À, ok chưa? Về chúng ta địa gọi chúng ta, ông đi học lớp gì mà bé nhiều dữ vậy? Ok, hay là thế là bị tiêu không? Ok không? À, thế là bị vấn đề luôn. Ok chưa? Thế là bị cấm tiệt, không cho anh đi học luôn. À, sau đó bạn đó đi học tiếp là phải giấu giấu vợ, là ngày nay anh đi cái việc này cái gì giấu vợ các bạn, bây giờ nó tập đồ giấu luôn. Ok các bạn, các bạn bây giờ những người như vậy là mình gọi là những người đồng hành bất đắc đá cái gì, họ không có ủng hộ ta. Ok các bạn ơi. Ok chưa? Nhưng mà bạn anh ta đi họ không bao giờ ủng hộ ta đâu. Bạn dùng ra điều này nè, chưa? Bạn đi học cái lớp này về thì họ nói là bạn đua đòi suy nghĩ khác người. Ok à? Tức lúc này đầu óc có vấn đề rồi. Có không? Có. Ok à? Rồi bạn về một chút, bạn làm được rồi. Một vài năm sau bạn làm được rồi. Họ cũng không có tính bạn đâu. Họ nói bạn hớt thôi. Bạn có tài cán gì đâu. Ok không? Ok chưa? Yeah. Lên tới 50, 60 tuổi rồi. Bạn làm hết rồi, thành công hết rồi. Họ nói số bạn là số trời cho thôi. Các bạn có hình vô chưa? Có hình vô chưa? An tâm đi, họ không bao giờ tính bạn là làm được đâu. Dạ thật ra điều này quá thú vị. Ok chứ, không bao giờ tính bạn đâu. Ok chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta đã hiểu gì? Vậy thì không cần họ tin ta, bạn cứ làm, bởi vì bản thân là họ đã không tin rồi. Ok không? Làm cỡ nào họ cũng vậy, không tin rồi, nên là chúng ta cứ làm tới thôi. Ok không? Ok chưa? Okay. Không cần tính phải làm, chúng ta cứ vậy à? Làm tới rồi chúng ta hiểu rồi, chúng ta làm tới rồi. Các bạn thấy này thú vị không? Thú vị. Về nhà gặp những người đồng hành bắt đắc dĩ là không được cãi lộ. Ok không? Okay. Không được hơn thua. Họ nói gì là chỉ cái nhe răng ra. Rất là tuyệt vời. Bởi vì các bạn cãi lộ là mình biết các bạn không thể thắng được. Vì sao? Các bạn thắng vợ à? Thì vợ rất giỏi một cái kỹ năng đó là lôi kéo đồng minh, hiểu không? Hình dung không các bạn ơi? Trời ơi, cái đó là kỹ năng của vợ. Vợ giỏi cái lôi kéo đồng minh lắm. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Đồng minh nào là bố mẹ vợ nè, rồi bố mẹ chồng, rồi anh em. Các bạn chịu nổi không? Chịu nổi không? Đó là tốt nhất là như thế nào à? Không nên cãi. Mà chị cứ gì à? Cười. Ok chưa? Cười là tốt nhất. Ok chưa? Các bạn vô đây điều này chưa? Các bạn thấy điều này tuyệt vời không? Tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Tiếp theo nữa, nó là nói những người đồng hành bắt nó chỉ là không được cảm. Ok chưa? Có nhiều người về có hơn thua với vợ quá. Ok không? Mà nó cứ cười thôi. Ý em rất là tuyệt vời. Ok bạn. Anh rất tôn trọng ý em, nhưng mà anh cũng tôn trọng ý của anh nữa. Ok bạn. À, các bạn vô đây điều này chưa? Chúng ta cứ đi tới thôi. Các bạn không cần phải cãi cỏ, không có gì hết. Các bạn thấy này thú vị không? Thú vị. Cái nhóm thứ hai trong bè lũ này là mấy thằng bạn của ta mà nó không bao giờ ủng hộ ta. Hên vô không? Hên vô các bạn ơi.
Rồi, các bạn có sẵn sàng để mình kể cái câu chuyện hồi kia mình mới ra khởi nghiệp không? Sẵn sàng. Sẵn sàng không? Sẵn sàng. Hồi đó mình mới ra khởi nghiệp mình bán nước mắm mà. Ok chưa? Mình gặp tụi nó, gặp cái thằng thứ nhất, lúc mà mình mới ra khởi nghiệp mình nói là mình nghĩ mình ra khởi nghiệp rồi. Gặp thằng thứ nhất nói mình hùng. Thằng thứ hai nó cũng nói mình hùng. Thằng thứ ba nó cũng nói mình hùng. Thằng thứ tư nó cũng nói mình hùng. Mình biết mình không có hùng không? Ok. Thằng thứ năm nó cũng nói mình khùng, thằng thứ sáu nó cũng nói mình khùng, thằng thứ bảy nó cũng nói mình khùng, thằng thứ tám nó cũng nói mình khùng, thằng thứ chín nó cũng nói mình khùng, thằng thứ mười nó cũng nói mình khùng, thằng thứ mười một nó cũng nói mình khùng, thằng thứ mười hai nó cũng nói mình khùng. Bắt đầu mình nghi rồ đó. Ok các bạn ơi, ok chưa? Sau này mình có kinh nghiệm, mình có một cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời, các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ không? Sẵn sàng. Sau này mà mình ra bản muốn mua nấm á, mà mấy bạn mình mà cái thằng nào nó ngồi nó khuyên mình á, là mình nói mua nước mắm đi, rồi mình mơ nghe. Ok chưa? Không mua mình đi. Mình không nghe thằng nào mà nó không mua mà nói trời ơi chai nước mắm mua không được mà đặt ngồi khuyên nghe bất mệt. Ok bạn ơi, cái thế lành nó tự ái bắt đầu nó như thế nào? Nó mua bắt đầu nó mua được một chai cứ nó ngồi nó nói mình giá nhất các bạn. Trời ơi nó quá trời luôn. Mình ráng cố gắng mình ngồi nghe nó, sau này mà rút kinh nghiệm như vậy thì lỗ mình nó mua cái chai mà sao nó nói nhiều vậy á. Cái một chút xíu sau cái mà nói hết một chai rồi, bây giờ mày mua chai nữa đi rồi mày nói tiếp. Ok bạn ơi, ok chưa? Sau này tụi nó sợ luôn. Ok, tại vì thằng nào mà nó muốn nói thì nó mua quá nhiều nước nó mắm nó chịu không nổi. Các bạn thấy này thú vị không? Gia ta ra mấy bạn này thú vị cho nó quá. Ok không ạ? Và chúng ta phải như thế nào ạ? Chúng ta phải như thế nào nữa? Chúng ta phải đi tìm những cái thằng bạn á. Bây giờ bắt đầu chúng ta đi tìm những thằng bạn mình đó ủng hộ ta, các bạn có sẵn sàng như vậy không ạ? Sẵn sàng. Là những thằng nào? Những thằng ở trong lớp này nè. Ok. Ok chưa? Vì nó cùng học, nó cùng có kiến thức và nó cùng có tư duy. Ok chưa? Và chúng ta phải đi tìm những người làm kinh doanh giỏi á, các bạn có hiểu ý của nó không? Nghĩa là sau khi rời lớp này á, là bạn phải có những cái người bạn mới, các bạn không? Những người đó nó giúp cho chúng ta phát triển lên. Các bạn hiểu ý của mình không? Hiểu không? Nó giúp cho chúng ta phát triển thì tại sao chúng ta không thay đổi vậy? Tại sao chúng ta phải đứng yên một chỗ trong mấy năm nay vậy? Tại sao mỗi ngày thức dậy cứ 7 giờ sáng là rời ra khỏi nhà, đi đúng cái con đường đó, ăn đúng quán phở đó, ghé đúng cái xăng đó đổ, chui vô đúng cái văn phòng đó ngồi, mình gọi là chui vô cái ký hộp rồi. Đúng không? Đúng 5 giờ chiều ra khỏi cái hộp đó, đi đúng cái con đường đó, ăn đúng cái quán đó, chui về đúng cái hộp cái tiếp theo hả? Và 3 năm nay rồi, hai cái hộp đó sáng xuất ra khỏi cái hộp này, chui vô cái hộp kia, chiều xuất ra khỏi cái hộp kia, chui vô cái hộp này, đã 3 năm rồi, có không? Có. Thay đổi đi. Yeah, ta ra. Phải thay đổi thôi. Phải nhận ra, phải thay đổi đi. Đừng bao giờ mà đứng yên một chỗ đó từ năm này qua năm nọ. Tại sao chúng ta quen biết, chúng ta xây dựng mối quan hệ, chúng ta phát triển không? Tại sao chúng ta không làm gì? Các bạn vô ra điều này chưa? Để cuộc đời chúng ta nó có ý nghĩa hết. Ok chưa? Rồi chúng ta cần phải có những cái người bạn tuyệt vời trong cuộc đời mình. Các bạn có sẵn sàng vậy không ạ? Sẵn sàng. Chúng ta ra như thế này. Xoay qua người bên cạnh phải có những người bạn tuyệt vời thôi. Chúng ta có một phút trao đổi với những người bên cạnh cùng.